Những cái bài viết của thầy
dầu là ban đầu nó có hơi đau, đọc qua thì ban đầu nghe nó hơi xót, hơi đau, nhưng mà cuối cùng rồi bây giờ nó thấy rằng nó có lợi ích. Lợi ích đem lại cho chúng con sự an lạc, sự an lạc trong những cái giây phút hiện tại. Khi mà chưa có gặp cái hoàn cảnh đó, thì chúng con thấy nó là thường. Nhưng mà khi gặp hoàn cảnh rồi thì những cái lời của Thầy hay là những cái bài của Thầy làm cho chúng con an lạc. Cho nên thay mặt cho anh em chúng con có một lời tri ân Thầy. Thì tôi nói thật sự ra thì những cái lời đó không phải lời gì của tôi hết. Tôi cũng còn một vị phàm phu tăng thôi. Nhưng mà vì cái Đại Phật Tuyên Dương thì nói như vậy. Thì ai có quan hệ được, tiếp thu được thì thấy có lợi lạc như vậy thì tôi đã vui rồi. Thì tôi chia sẻ với đại chúng hôm rồi á, thì tôi có nói đại chúng mà nói nửa lỡ chưa có hết á. Đối với các vị hành giả mà đạt đạo thì các vị không có trụ chấp. Cũng như các vị Bồ Tát cũng vậy, không có trụ chấp. Thì bao giờ hành giả chúng ta tu á, mà chúng ta vô trụ, vô chấp thì chúng ta sẽ có an lạc. Còn mình bây giờ thì mình còn phàm phu và mình còn nhiều cái chướng duyên, cho nên gặp ở đâu mình cũng bị vướng mắc, mình cũng bị trụ, bị chấp. Vì vậy cho nên mình mới có cái nỗi khổ niềm đau. Và cũng là tôi thực tập cái chỗ này, hiện giờ tôi đang thực tập. Và thực tập một cái điều là mấy chục năm qua tôi bị sai lầm là ở cái chỗ là hễ tôi giận là tôi nói, tôi buồn là tôi viết. Nhưng bây giờ tôi thực tập, cái ngày nào tôi không viết, tôi không nói, có nghĩa là ngày đó tôi làm sao cái tâm tôi được an lạc. Cảm thấy cái tâm mình nó chưa an thì mình không nên viết. Cảm thấy cái tâm mình nó chưa yên thì mình không nên nói. Như vậy thì nó sẽ đưa tới cái điều hay. Còn khi nói mà tâm mình nó không an mà mình nói thì nó sẽ đổ vỡ, nó sẽ phiền não. Tâm mình buồn mà mình viết thì sẽ viết những cái đau khổ trong đó. Vì vậy tôi bắt đầu tôi thực tập. Thế thì không biết cuộc đời này tôi còn ở trụ thế gian này bao lâu. Nhưng mà tôi thấy dần dần tôi đổi cái tánh đây rồi, chắc nó cũng gần tới rồi. Thường thường cái người nào mà thay đổi cái tánh, thay đổi cách nhìn thì người đó chuẩn bị cho mình đi vào một cõi hư vô. Một cõi hư vô cũng có, mà cõi chết cũng có, hay nói chung là cõi chết. Mà cái chết đây là gì? Cái chết không phải chết về thân xác, mà cái chết về cái mặt tinh thần. Cứ nghĩa là mình chết những cái gì nó phàm tục, chết những cái gì nó còn trong cái vòng si mê, gọi là ích kỷ. Mấy mươi năm qua thì có nhiều khi tôi cũng có những cái tánh ích kỷ đó. Mà chữ ích kỷ có nghĩa là chữ si, dịch ra là ích kỷ. Ích kỷ là mình thường hay nghĩ cái lợi ích cho riêng mình. Mình muốn mọi người phải chấp nhận mình, mà mình quên cái điều chấp nhận mọi người. Thì vậy mà quý vị biết rằng nhờ những cái lần mà ích kỷ đó, nhưng mà con người sống dậy thì mới thấy được rằng cái tham, cái sân và cái si thật sự nó là thủy bào, nó là bọt nước. Khi mình bị những cái tham, cái sân, cái si là tại vì khi đó mình bị tác động, mình không làm chủ được cái bản tâm của mình, cái gốc của chân tâm của mình, cho nên mình vướng bận. Nhưng mà mình vượt qua được cái tham, cái sân, cái si rồi, mình mới thấy lại nó chỉ là một lần điện chớp, nó chỉ là hiện tượng xung la. Tất cả hiện tượng xung la bên ngoài này nó đều là không thật. Thì những cái hiện tượng xung la của tham sân si ở trong tư tưởng con người nó cũng là không thật. Nếu nó biết nó không thật thì con người
sống nó sẽ vơi đi cái niềm đau và nỗi khổ. Thì như vậy cõi cực lạc sở dĩ mà thành tựu được, có được là ở chỗ công đức trang nghiêm là như vậy. Vì vậy mà các vị biết học Phật giáo á, cố gắng mỗi người tạo cho mình một cái công đức. Cái phước đức là các vị đã tạo nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta làm sao mỗi hành giả chúng ta cố gắng tạo cho chúng ta cái công đức. Mà cái công đức đó là cái công năng, cái dụng công tu tập, dụng công hóa giải những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái ích kỷ, thì đó là công đức. Vậy thì tất cả đại chúng nhớ, từ cái tuần rồi cho tới tuần này tôi đã nói, khi nào cái tâm mình khởi lên sự ích kỷ thì các vị biết khi đó là ta đang trong vòng si mê. Nhớ nghe chữ ích kỷ, chữ si thì là ích kỷ. Mà từ cái ích kỷ, cái sự ích kỷ của mình nó trở thành con người, mình trở thành tham vọng. Tại sao tham gọi là tham vọng? Bởi vì con người thường hay chạy theo cái bóng dáng trong cái ảo tưởng. Phải không? Mình thấy một cái gì đó, rồi mình ôm cái thấy đó để mình trong cái tư tưởng của mình, rồi cuối cùng mình khởi lên một cái tâm tham. Như vậy thì không gọi là tham vọng là gì. Sân hận cũng vậy. Sân hận cũng không phải tự nhiên mà có, cũng từ cái sự ích kỷ. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn ngày xưa đặc biệt, quý vị thấy đặc biệt của Ngài là Ngài buông hết tất cả sự ích kỷ. Cho tới cái ngày mà Đức Phật vào rừng Sa La Sông Thọ, hay là gọi là cái rừng tên là Câu Thi Na đó, nằm dưới gốc cây, hai cái cây Sa La đó, Ngài nhập diệt, phải gọi là Ngài nhập Niết Bàn, hay là gọi là Ngài viên tịch đó, thì quý vị thấy là cũng là một cái điều mà chúng ta phải đặc biệt là cũng buông được sự ích kỷ. Thay vì Phật là một vị giáo chủ của trời người rồi, làm thầy của vua các đế, các cái nước xung quanh rồi, thì tại sao mà Ngài không ở Hoàng Cung, hay là không ở Tịnh Xá Kỳ Hoàng, không ở Tịnh Xá Trúc Lâm, mà Ngài nhập diệt, mà Ngài lại cùng với Đức A Nan đi vào trong rừng rồi nhập diệt ở đó? Cho nên các vị nghĩ tới cái cuộc đời của Đức Phật của mình đó, rồi các vị thấy không có chỗ nào mình chê trách Ngài được hết. Từ khi đản sanh cho tới khi nhập diệt, Ngài không có làm bận lòng một ai hết. Không làm bận lòng một ai. Cho nên khi trong rừng Sa La Sông Thọ như vậy đó, trong rừng Câu Thi Na như vậy thì Đức Phật nhập diệt. Bây giờ Ngài A Nan thấy Ngài về cái thân xác thì Ngài cũng bị đau đớn như mọi con người. Bởi vì năm 79 tuổi của Phật thì bị cái bệnh là gọi là kiết lỵ mà, thổ tả ra máu luôn. Rồi Ngài lại ăn cái bát cháo của Thuần Đà cúng nữa, gặp cái bát cháo có cái chất cũng như là trong cái đó có chất độc đi, cái chất độc. Thế thì hai cái điều mà vừa con người bị kiết lỵ sổ tả tới mức độ ra máu mà cả mấy tháng trời như vậy, từ khi cuối mùa hạ năm 79 tuổi cho tới khi Ngài nhập diệt như vậy, mấy tháng như vậy, và Ngài gặp ăn cái bát cháo có cái vị độc nữa, thì quý vị thấy Ngài đau đến cỡ nào. Nhưng mà Ngài vẫn an nhiên tự tại, vì Ngài thấy được cái thân này nó vô thường. Nó phải như vậy thì nó mới mất được, nó mới tiêu tan được. Thì bây giờ thì Ngài, ông Tô Bạc Đà La, ông đứng, ông rống lên. Ông la, ông nói: Thế Tôn, cho con vào quy y Thế Tôn, cho con xin quy y Thế Tôn. Và Đức A Nan đấy, cái ông này thiệt là đúng ra là cái người này là ông này rắc rối này. Mấy chục năm qua, Đức Phật đã bao nhiêu lần đi qua đi lại nhà ông Tô Bạc Đà La. Mấy chục năm qua biết bao nhiêu thánh tăng đi qua đi lại mà ông không bao giờ ông ra ông xin quy y hết trơn á. Bữa nay cái giờ phút mà Đức Phật sắp nhập diệt thì ông này ông vô ông xin quy y, đúng cái ông này thiệt là rắc rối thiệt.
nhưng mà ông rống lên, ông la lên, la cho tới mức độ mà Thế Tôn nghe đó. Rồi Thế Tôn mới nói thôi kêu ông vô đi, cho ông vô đi, mời cho ông vô đi. Thì Ngài đang nói bà Thế Tôn mà bao nhiêu chục năm qua đâu phải ông không từng gặp Thế Tôn, ông đâu không phải ông đâu từng không gặp Phật, mà tại sao ông không quy với Phật? Bao nhiêu thánh tăng đi ngang là có khi ông còn không thèm dòm nữa, sao bữa nay kỳ vậy? Đức Phật nói thôi, đó là đệ tử cuối cùng của ta. Đức Phật nói vì cái tiền căn cái ông này 500 đời về trước á, ông là người tiều phu. Người tiều phu đốn củi, tình cờ nó đang đốn củi thấy con cọp nó chạy tới ông quán hồn. Ông bỏ ông củi ông chạy. Ông đu nhành cây, cái lúc trong lúc thoát sống thoát chết đó, đó. Ông xin Nam Mô Phật. Phật ơi Phật cứu con nhé, Phật cứu con thôi. Không còn đời này thì còn con sống hay không là nhờ Phật cứu thôi. Nhờ một cái danh hiệu, nhờ một cái tiếng kêu cứu đó mà gây được cái nhân lành cho tới ngày hôm nay ông ấy gặp ta. Mà dầu là gặp ta muộn màng, bao nhiêu năm gặp chứ ông không hề xin quy y. Như vậy thì cái chỗ này quý vị biết cái tình thầy trò nó cũng là phải có duyên với nhau, nó cũng phải tới ngày, tới giờ, tới tháng. Cho nên cái gì nó cũng như vậy. Thì tại sao có người giỏi, có người tài ba nhưng mà không độ được cái người đó? Còn tại sao có nhiều người rất là đơn thuần, không có giỏi gì hết nhưng mà độ được người đó, vân vân? Thì tất cả đều do cái duyên thầy trò. Cho nên đó quý vị thấy ông Tu Mạt Đà La đó, nhờ cái duyên cuối cùng của đệ tử được đi vào lịch sử, thấy không? Còn cái hàng đệ tử mà giữa giữa Đức Phật đâu có đi vào lịch sử bao nhiêu đâu. Cái giờ phút cuối cùng cái ông này ông cà giật như vậy đó mà ông được ghi vào lịch sử. Ghi vào lịch sử và không ai không biết ông là đệ tử cuối cùng của Phật. Cho nên người đệ tử đầu tiên của Phật là năm anh em ông A Nhã Kiều Trần Như. Và đệ tử cuối cùng của Phật là Tu Mạt Đà La. Rồi những người có duyên hay vô duyên, Phật đều tạo một cái duyên. Nhưng tuy nhiên á, đặc biệt Đức Phật á, không phải ai Phật cũng độ được hết. Chúng ta thấy không phải ai Phật cũng độ được hết. Thì bây giờ trên cuộc đời này chúng ta cũng như vậy. Không phải ta nói ai cũng nghe. Không phải ta nói ai cũng nghe. Không phải ta giàu có, hay ta đạo đức, hay ta tài trí mà ta nói mọi người nghe được. Nếu không có duyên với ta. Như vậy thì đòi hỏi cái chỗ chúng ta tu hành là chúng ta phải kết cái duyên. Kết cái duyên trước hết mình phải mở cái lòng bồ đề của mình. Cho nên tinh thần Phật giáo Đại Thừa luôn cân nhắc các Phật tử phải làm sao mở cho được cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề, mà tâm bồ đề là cái tâm rộng mở. Cho nên bồ đề nói cho đủ là bồ đề tát đỏ, hay còn gọi là, nói chung quy gọi là hữu tình giác và giác hữu tình. Bồ đề tát đỏ dịch ra là hữu tình giác và giác hữu tình. Mình phải làm sao mình giúp cho những người hữu tình họ có niềm vui, có sự an lạc. Khi có niềm vui, có an lạc rồi đó, mà muốn như vậy thì bản thân mình nó phải có niềm vui, niềm an lạc trước thì mình mới độ người ta được. Cho nên tinh thần độ sanh không phải là chuyện dễ. Vì vậy mà tôi mới thấy rằng tại sao tất cả các vị tu hành á, mà muốn có hiểu đạo được thì người ta phải ẩn tu. Phải ẩn tu. Cho nên tinh thần Phật giáo mà nếu cái người tu mà không có ẩn tu thì không có đạo lực được. Vì vậy mà tất cả ngày xưa các vị hòa thượng, các vị tôn túc trước á, sau khi đi học xong rồi đó thì các vị ẩn tu ít nhất là 5 tới 10 năm á. Còn bản thân tôi cũng vậy, mà quý thầy trẻ sau này cũng vậy. Sở dĩ mà bị sai lầm là tại vì thiếu cái chất tu, thiếu chất ẩn tu. Có học xong rồi nhào ra làm đạo. Nhiều người có học vị, có văn bằng, cái nhào ra làm đạo.
rồi nói càng nói bước, nói theo cái kiểu của mình đó. Cho nên ngày nay mà mấy thầy giảng thao thao bất tuyệt nhưng mà không có để trong lòng của mọi người được, nghe rồi quên đi. Cho nên ngày xưa đó, các ông bà của mình ngày xưa nghe được một buổi pháp đó, rất là khó. Vì vậy mà cái gì nó hiếm thì nó quý. Còn ngày nay thì quý vị thấy chùa nào cũng giảng, nơi nào cũng giảng, giảng trúng cũng giảng, giảng trật cũng giảng, giảng tà kiến cũng giảng, cái gì cũng giảng được hết, chứ gọi là giảng chứ không phải. Ngày xưa Đại Phật Tuyên Dương khó. Một vị tu hành Đại Phật Tuyên Dương á, lên pháp tòa thì coi như là đường đường thay Phật mà nổi. Cho nên nó ngưỡng vi tôn giả Đại Phật Tuyên Dương thiết pháp lợi sanh báo Phật ân đức. Cái vị mà nó bóc tòa giảng là cái người đó phải là bậc tôn giả. Bậc tôn giả là phải thay Phật, gọi là Đại Phật Tuyên Dương thay Phật mà nói. Còn ngày nay thì chúng ta không có thay Phật nói mà chúng ta nói cho mình không à. Có nhiều vị gọi là giảng nhưng mà thật sự lên giảng hồi không thồng cái miếng mồi trong đó đó. Không biết không? Vì vậy mà tôi thấy rồi, giảng kiểu của tôi chẳng ai dám mời đi giảng hết đó. Tại vì ta cho là tôi không có miếng mồi. Mà thậm chí người ta còn cho là tôi phá nồi cơm nữa. Nhưng mà giảng thẳng quá mà. Còn ngày xưa các vị mà giảng sư hay là pháp sư gọi là Đại Phật Tuyên Dương để thuyết pháp lợi sanh, thuyết pháp cho lợi ích cho con người, để gọi là báo Phật ân đức, để đền ơn cái ơn của Đức Phật. Bây giờ thì mình đền ơn của Phật thì đền ơn cái kiểu để cho xây lâu đài tráng lệ, xây cho chùa to Phật bự. Chứ còn thật sự Phật không có đòi đền ơn cái đó đâu. Còn chúng ta bây giờ bởi vì nâng cái của mình, nâng cái bản ngã của mình, rồi vậy thì làm sao có an lạc được. Thầy không an lạc, trò không an lạc, tăng chúng không an lạc thì làm sao nói cái pháp cho Phật tử an lạc, quý vị thấy không? Cho nên bây giờ tôi mới suy nghĩ tại sao á, một thời gian tôi cũng trách, là tôi trách tại sao mà Phật tử bây giờ cứ súng nhau ra riêng, không cần tới mấy thầy nữa. Nhưng mà bây giờ tôi nghiên cứu rồi tôi mới cảm thông được cho. Tại sao bây giờ nhất là ở Mỹ này là dường như là Phật tử cứ họ thành một nhóm, một hội đoàn, họ ra họ tự tu. Họ tự tu rồi họ biết mấy thầy nào giảng được họ mời tới giảng. Chứ họ không cần chùa nữa. Như vậy thì cái người không khéo, không suy nghĩ thì ghét họ. Ghét họ đó tại sao làm như vậy, nhưng mà mình khéo nghĩ rồi đó thì họ ra thì cũng đúng, không phải là sai đâu. Bởi vì đại đa số đi chùa không thấy an lạc. Đại đa số cứ nghĩ rằng cái thiền môn là cái nơi thanh tịnh, nhưng mà không nghe được tiếng thanh tịnh. Đại đa số như vậy cho nên họ bất mãn. Nhất là ở Santa Ana, ở San Jose, ở những nơi mà người Việt tị nạn đông bây giờ đó là dường như chùa chiền từ từ là nó vắng người. Còn mà có người tới chùa đó thì đại đa số là những người tới để cầu thôi, chứ tới tu không bao nhiêu hết á, quý vị thấy đúng không? Bây giờ các chùa đông như vậy đó mà thật ra các vị thấy người tu bao nhiêu, mà tới để cầu nguyện nhiều, để xin xỏ nhiều. Bởi vì cuộc đời này bây giờ nó tham, cuộc đời này nó đòi hỏi nhiều quá, cho con người làm ăn thì lo sợ. Lo sợ thì phải gì? Phải mong cầu. Bởi vì họ không biết chỗ đâu học mà họ nương. Cho nên họ nghĩ là cuộc đời này có Phật, cuộc đời này có tổ, cuộc đời này có trong chùa mới có mấy vị để giúp cho họ. Cho nên họ mới nghĩ tới cái chỗ mong cầu. Mà họ cứ nghĩ tới chỗ mong cầu thì cái sự tu tập nó ngày một dần kém đi. Còn cái người đi tới chùa để tu tập rất ít. Rất ít là vì cái sự tu quý vị chưa có nghĩ tới đâu. Cứ tưởng đâu là tụng kinh, cứ tưởng đâu là niệm Phật vậy tu. Chứ quý vị quên rằng tu là ở trong tâm, ở dụng công. Cho nên
cái tiếng chim mà ở cõi cực lạc, tôi nói vòng vòng như vậy thì tôi nhắc các vị, cái tiếng chim mà ở cõi cực lạc là do Phật Di Đà biến hóa ra. Mà khi nghe tiếng chim đó để nhắc cái gì? Nhắc cái ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo. Nếu nói rằng 37 trợ đạo phẩm á, thì nó gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, và mới tới ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo, là gọi là bảy, chia là bảy phần. Mà bảy phần, mỗi một phần như vậy nó có những cái phần nhỏ, thành ra từ bảy đó mà nó trở thành 37. Nhưng mà tại sao quý vị tu tịnh độ, quý vị tụng kinh A Di Đà, quý vị không nghe nói tới tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, mà bắt đầu từ nghe cái câu là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát thánh đạo. Đây là một điều tôi muốn nói, quý vị thấy rõ. Cho nên quý vị học kinh nhiều khi á, quý vị đừng có nói, đừng có nói là thầy nói thì sao mà thầy có thầy này rầy hoài không phải. Sở dĩ có khi rầy cho quý vị nhớ, nó nọ nhiêu đó thôi, quý vị đặt lại vấn đề thôi. Nếu người tu là phải trải qua 37 trợ đạo phẩm, đó là 37 cái phương pháp trợ đạo, là trợ cho mình trên con đường đạo. Nhưng mà tại sao trong cái kinh Di Đà này nó không có 3 phần kia, nó mất hết 12 phần. Trong cái Di Đà chỉ có 4 phần còn lại thôi. Bây giờ tôi nhắc lại nè, nếu cái hành giả trên bước đường tu tập phải có 37 trợ đạo phẩm, đó, có 37 phần trợ đạo, mà 37 phần trợ đạo nó chia ra là 7 nè, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, đó, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo. Đó là phải bảy không? 4 là 12, 5 thứ 5 là 10 là 22, 4 lần 3 là 12, 22, 22 lên 7, lên 8, 37 phần. Như vậy thì tôi nhắc các vị nè, cái tư tưởng của Đại Thừa hay Tiểu Thừa gì đó, thì gặp nhau ở những này, gặp nhau ở chỗ 37 rồi là không thế này, hiểu không? Tiểu Thừa họ tu tới đây là họ rốt ráo rồi. Họ tu tới 37 trợ đạo phẩm này, tới bát chánh đạo là coi như họ rốt ráo rồi. Còn Đại Thừa mà bắt đầu phát triển đi nữa, Đại Thừa đi tiếp, đi tiếp, cho nên từ trên cái nhịp cầu nói giữa hai này, tôi tưởng Đại Thừa và Tiểu Thừa này ở chỗ này đó, là cái nhịp cầu bắt ngang. Từ phàm phu cho tới thánh vị thì đây là tư tưởng Tiểu Thừa, họ tiến tới đây là hết. Còn tư tưởng Đại Thừa thì bắt đầu từ đây họ đi nè, từ đây đi, từ cái 37. Bởi vì tinh thần các vị nhớ á, là đối với Phật giáo mình nó chỉ có 3 thừa chính thôi, là Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Như vậy thì cái tinh thần Phật giáo mình nó chỉ có 3 thừa này chính: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thì như vậy thì quý vị hỏi là thưa thầy, tôi giảng về quý vị có quyền hỏi, mà tại quý vị không hỏi là tôi nhắc luôn nha. Vậy thưa thầy, vậy thì bây giờ Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, vậy là tụi con ở thừa nào? À, quý vị phải hỏi chứ, quý vị thấy không? Như vậy thì bây giờ quý vị câu quý vị ở thừa nào? Mà như vậy thì quý vị mới thấy rằng ngày xưa Đức Phật nói á,
nói kinh là tất cả Đức Phật nói cho người xuất gia, đại đa số cho người xuất gia. Quý vị có bằng lòng điều đó không? Cái nào tôi nói quý vị hiểu được mà quý vị phải đại đa số bằng lòng. Như vậy thì người xuất gia thì đi bước đường đầu tiên là thinh văn thừa đây, rồi dần dần đó thì từ cái ba thừa giáo này nè, đó, dần dần ba thừa giáo này nè, từ cái tam thừa này vào tam thừa đó, ba thừa đó bắt đầu mới chia ra. Thì như vậy thì đi quá độ cho chúng sanh, thì bây giờ nếu lấy thinh văn ra không nói á thì tội nghiệp Phật tử sao làm, sao thực hành nổi đây. Cho nên mới chia ra nhân thừa, mới chia ra nè nhân và thiên. Đó, cho nên một ông thầy giảng pháp phải trước tiên đúng ra là phải nói rõ cái này trước thì các vị không có bị lòng cộng. Nhưng mà tại vì nó khó là khi thường thường hãy vô giảng pháp mà phải nhào vô nói liền, nói liền cho Phật tử nghe, nhưng mà nào rốt cuộc cái quý vị nó hầm bà lằng hết trơn, quý vị không có phân biệt được. Từ tam thừa nó mới chia ra thêm hai thừa nữa, nhân và thiên. Chữ thừa là cái gì? Chữ thừa là chuyên chở, là cổ xe. Nhân thừa là cái cổ xe để chuyên chở phước báo để chúng ta làm tròn được cái con người. Thiên thừa là chuyên chở cái phước báo để chúng ta được làm tròn là ông trời, hay làm tròn cái phước của cõi trời. Cõi trời chứ tôi đã nhắc, tôi đã khẳng định quý vị học đối với ai thì không biết, nhưng mà học đạo với Phật thiệt, chứ tôi nói Phật giả, có Phật giả nữa nghe, với Phật thiệt với ông thầy tài thì thiên là ông trời, không phải là linh mây. Nhớ thiên nhân trời không phải ở trên mây, không phải trên cao, mà đô chỉ tại nhân tâm. Vậy thì mới chia ra nhân thừa. Nhân thừa là con người đó ở ngoài đời là phải tròn tam can ngũ thừa, tam tùng tứ đức. Còn trong đạo thì phải tròn tam quy ngũ dân. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta xét lại, coi chúng ta được tròn chứ, tròn được cái ở ngoài đời tam tùng tứ đức chưa? Trong đạo ở đàn nữ thì tam tùng, tuy nhiên á ở ngoài đời họ quan niệm theo cái kiểu của đời thì có khi nó lỗi thời, nó lạc hậu. Ví dụ như là tứ đức thì bắt buộc, đúng rồi đó, không lỗi thời. Tôi khẳng định là tứ đức là công dung ngôn hạnh là người nữ phải có rồi đó, nhưng mà tam tùng là nó lỗi thời, nó không kiến, nó trở thành một cái phân biệt kỳ thị. Hồi xưa là tại gia thì tùng phụ, rồi xuất gia tùng phu, và phu tử tùng tử, đó là phong kiến. Nếu mà so lại cái tư tưởng tư bản chủ nghĩa mình mà coi như nó lạc hậu, bởi vì nếu mấy bà mà giữ như vậy rồi bây giờ tuổi già ai lo, con cái nó đâu có rảnh rồi nó lo cho mình. Cho nên vậy mà bạn gái thì nó là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Vậy mà trên cái tinh thần mà hiện đại quá của xã hội thì cái tâm tùng nó bị lạc hậu. Rồi cũng tiếp tục về đàn ông thì tam can ngũ thừa, tam can bây giờ nó cũng lạc hậu nữa. Hồi xưa vì cái tam can đó mà giết chết biết bao nhiêu người không? Cái đó là gì đó, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, mà phụ sử tử vong, tử bất dâm bất hiếu. Vua mà biểu bày tôi chết thì bày tôi phải chết, cha mà biểu con chết thì con phải chết. Cái tư tưởng này nó trở thành lạc, nó trở thành, nó làm cho giết chết bao nhiêu cái thế hệ con người. Như vậy thì tam can nó cũng không phù hợp, mà tam tùng nó cũng không phù hợp. Nhưng mà ngũ thường nó có lý. Ngũ thường thì nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thì đòi hỏi con người ai cũng phải ráng mà giữ gìn được.
Còn Phật giáo chúng ta thì tam quy và ngũ giới. Như vậy thì tại sao Phật giáo chúng ta tam quy không có lỗi thời? Tại vì cái tam quy nó rõ ràng lắm. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rất rõ ràng. Chứ nếu mà không khéo thì Phật giáo mình cũng dẹp từ lâu rồi quý vị. Quy Phật rồi thì sao? Vĩnh bất quy trời thần quỷ vật. Đã một lòng tin tưởng đến Phật rồi thì không có theo, không có tin tưởng trời thần quỷ vật. Quy Pháp rồi không quy y kinh điển ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng rồi không quy y thầy tà bản ác. Nhờ cái rõ ràng như vậy đó cho nên mới có những người Phật tử họ thông hiểu và họ làm được. Như vậy thì quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng thì không nhất thiết quy một ông Phật. Quy Pháp không quyết quyết quy y một lời nào đó mà quy tất cả chánh pháp. Quy Tăng không phải quy một ông thầy. Bởi vì Tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Nói như vậy thì mấy ông thầy không chịu đâu. Đệ tử tôi thì tôi đạt pháp danh rồi, Nguyễn Văn Lèo Tèo, pháp danh Thiện Thẹo tôi đạt à, Nguyễn Thị Mít rồi pháp danh Thiện Sòi tôi đạt là của tôi à. Mà trên đời này tôi nói với các vị, cái gì mà của tôi là không có cái gì của tôi hết. Có gì cứ nhớ vậy. Vì trên đời này ông Võ Đình Cường nói hay, ông nói bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ở trong não của mỗi người. Đánh đuổi cái chữ của trong não mỗi người. Còn chữ của là còn khổ. Cho nên khi tôi nói ra điều này là bắt đầu tôi cũng ráng mài mò, ráng đẻo cái chữ của ra khỏi não của tôi cho tôi khỏe đây. Mà tôi không đẻo được cái chữ của ra khỏi cái não bộ của tôi thì tôi không có cái lối ra, tôi không có cái sự giải thoát. Thì tôi nói như vậy thì tôi muốn Phật tử cũng vậy, ráng đẻo cái chữ của ra khỏi não của mình. Xưa nay mình cứ của không à, con của tôi. Nhưng mà sao? Từ nhỏ mình đã cực cái nó muốn chết rồi. Lớn lên mình hồi hộp muốn đứng tim với nó phải không? Tối nó đi ở nhà mình ngủ không được. Vậy thì nó không phải của mình đâu. Mà nghe nó vui thì mình vui, mà nó buồn thì mình đau khổ. Thì cuối cùng sao nó của mình mà nó không có làm cho mình được vui hoài. Cho nên mới xét vào rồi, tất cả đều là quan gia trái chủ. Tất cả đều là quan gia trái chủ, nghiệp báo mà ra. Vậy mà mình khổ vì cái quan gia trái chủ, vì cái nghiệp báo đó đó. Mình biết như vậy cho nên các Phật tử phải cố gắng tu, tu để gỡ cái quan gia trái chủ, tu để gỡ cái chữ của ra khỏi não của mình. Cho nên phải gỡ. Thì vậy mà tu hành nó có vấn đề là gọi là tu để được cái giác phần. Cái giác phần nghĩa là mình được quyền giác ngộ từng phần, mình hiểu từng phần, mình gỡ từng phần. Thôi tôi hiểu vậy đó, tôi hiểu tới vậy đó mà có khi tôi đẻo chữ của không nổi nữa. Chứ tôi biết chứ đừng nói chi các vị. Tôi hiểu, tôi học mấy chục năm rồi đó, học đạo mấy chục năm rồi, vậy mà khi vô minh á thì mình đẻo cũng nổi. Bây giờ trở lại cái chuyện vô minh là gì? Là sự ích kỷ nha. Nhớ các người nhớ tôi dịch nghĩa chữ si còn gọi là vô minh, dịch ra là sự ích kỷ. Khi mình ích kỷ rồi mình đẻo cái chữ của không có được. Trời ơi, khó đẻo lắm.
Cho nên quý vị thấy cái gì mà gặp mà thiệt đúng ra cái gì mà dễ ăn thì chắc chắn là Phật đâu có nói, phải không? Cho nên đúng là nghe Phật nói mình nghe nó dễ, nhưng mà đẻo được như Phật khó đẻo lắm. Tại vì thế gian mà thì cứ tối ngày cứ một giọt máu đào hơn ao nước lạ, cứ cho là giọt máu đào dầu gì đi nữa cũng là con ta, người thân ta. Và mà hay cái chỗ là Đức Phật gỡ được cái giọt máu đào. Trước tiên là Đức Thế Tôn đẻo là Đức Thế Tôn bỏ được cái giọt máu đào. Không có nghĩ là thân bằng quyến thuộc ở cha mẹ con cái. Không phải nói như vậy là Thế Tôn bất hiếu. Không phải nói như vậy là Thái tử Tất Đạt Đa bất hiếu. Nhưng mà vì Thái tử phải ra đi như vậy, phải gỡ bỏ như vậy để tìm ra chân lý mới quá độ, mới cứu được cái quan gia trái chủ chứ. À, cho nên cái hay chỗ đó. Cho nên có nhiều người nó cũng sợ, nó cũng lý luận ghê. Như Lai hồi xưa vậy cũng là nhân bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ đi, có vợ có con bỏ đi này kia, cũng đủ thứ lý luận. Nhưng mà thật sự không hiểu, ngày gỡ để được ngày đi tìm cho ra cái chân lý. Vậy thì người tu hành của mình cũng vậy, không tu thì thôi, từ xuất gia cho tới tại gia phải làm sao gỡ để tìm cho ra chân lý. Dầu là chưa có được giải thoát toàn diện, nhưng mà cũng phải giải thoát một mặt nào đó. Mà trước tiên là phải giải thoát tình, tiền, danh, cái gì? Lợi. Bắt buộc bốn cái này phải xem thường đó, phải coi nhẹ đó, thì cái người đó nó có cái chất giải thoát. Mà bây giờ chúng ta không chịu xem thường, chúng ta không chịu coi nhẹ, mà chúng ta coi nó trọng không thì nó kéo chúng ta thôi. Mà cái gì nhẹ thì nó bay, mà cái gì nặng thì nó sao? Nó kéo, nó lâu, nó gì. Cho nên rồi khó mà giải thoát. Trời ơi, tôi nói pháp thì quý vị nghe nó đã không? Quý vị thấy như vậy là tu nó đâu có khó mà cũng phải là dễ, đúng không? Như vậy thì bây giờ quý vị xem cái gì mà quý vị xem nhẹ được đó, thì nó dễ thoát, nó nhẹ. Mà quý vị mà thấy nó nặng thì nó sao? Nó nặng nề lắm. Thậm chí nó trầm tư, u uất, âm trì, đĩa. Cho nên bây giờ tôi tập hãy cái chuyện gì mà phiền não quá tôi à, vậy là tôi biết rồi hả, phiền não tôi nói vậy là mày đang sống trong địa ngục đây. Ồ, vậy phải giải thoát địa ngục mau. Cái rồi cái tôi phải tìm cái cách nào đó để tôi gỡ gông khóa xì. Chứ tôi không có chờ ông Địa Tạng tới gõ cửa. Thật sự cái đau khổ tôi mà tôi chờ ông Địa Tạng mà ông cầm cây tích trưởng tới ông giọng là thôi tôi chết ngắt rồi. Cho nên tôi tự làm Địa Tạng chính tôi. Tôi tập gỡ lông phá xiền. Chứ còn thật ra không có Địa Tạng nào bên ngoài hết á. Địa Tạng là ta là Địa Tạng. Địa Ngôn Kim Hậu Quảng Hàm Tạng. Chí Tâm Nguyên Mạng Lễ đó, Chí Tâm Nguyên Mạng Lễ, U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ, Địa là dài chắc tạng chưa đủ. Từng cái câu chữ Hán là Địa Ngôn Kim Hậu Quảng Hàm Tạng. Địa Ngôn Kim Hậu, chữ Ngôn, Địa Ngôn Kim Hậu là Địa là dày, lớp dày đặc. Đó. Quán hàm tàng có nghĩa là cái sự nhóm chứa. Nghĩa là chắc chắn bạn chưa đủ. Cỏ nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ. Cỏ phương Nam là cỏ trong sáng, cỏ cái tâm phẳng lặng. Mà một khi tâm ta trong sáng phẳng lặng thì rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, nó trở thành hương, trở thành hoa, nhìn đâu cũng ngát hương thơm, nhìn đâu cũng hoa nở rộ. Còn cái tâm ta trong sáng rồi thì cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đau bao. Yeah. Cho nên rưới hương rưới hoa, hoa dần vũ,
mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân vì thế, Phật rằng địa tạng đến thiên thiên đường. Thiên đường là cõi an vui, cái cõi mà nó không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có vọng ngôn, không có ý ngữ, không có lưỡng thiệt, không có ác khẩu, không tham, không sân và không tà tà kiến, gọi là không si. Thiên đường là vậy, chứ không cõi, không có cõi thiên đường ở đâu trên mây hết trơn á. Đó là vậy chứ không có, không có cõi nào trên mây hết á. Mà quý vị chấp nhận bằng lòng học như vậy thì quý vị mới có an lạc. Còn quý vị mà không chịu nghe tôi thì quý vị học ai thì học, chứ quý vị cứ là cứ tưởng không là không được. Cái đạo Phật không phải là đạo tưởng, mà đạo Phật là phải nhìn sự thật, thấy thật, nói thật, làm thật, hiểu thật, biết thật, chứ không có giả. Đạo Phật là thật chứ không có tưởng. Thì cái gì mà chúng ta còn tưởng tượng là không, chưa phải của đạo Phật. Quý vị hiểu chưa? Từ đâu tôi dám nói điều đó? Vì chữ Phật là giác ngộ, chữ đạo là chân lý. Thì giác ngộ chân lý thì nó có vụ ấp ấp mở mở, nó có vụ ẩm ờ, nó có vụ phỉnh phờ dối gạt. Cho nên đọc kinh cũng vậy, cái kinh nào mà mình hiểu được thì kinh đó mới là kinh Phật thật. Còn đọc kinh mà không hiểu mà tưởng không đó thì của tà giáo ngoại đạo nó xen lẫn vào. Cái gì cứ tin như vậy đi. Quý vị thương Phật, quý vị nghĩ Phật như vậy thì quý vị là nghĩ đúng cái đạo Phật. Vậy thì ngoài con người, ngoài con người ra, ngoài cái tâm của chúng sanh, của con người chúng ta ra, không có một cái cõi nào khác cả. Chỉ có cõi tâm. Mà từ cõi tâm nó thiên biến vạn hóa, nó trở thành nhân là con người, nó trở thành thiên là trời, nó trở thành địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Rồi cũng từ tâm này mà trở thành thích văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Ngoài tâm không có Phật, ngoài tâm không có chúng sanh. Vì vậy cho nên tuyệt đỉnh của Phật giáo, Đức Phật dạy là Phật, tâm và chúng sanh. Nói là ta nhưng mà không khác. Mấy từ đó mới có câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo nang tư nghì. Mới dịch ra là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Vậy thì Phật và chúng sanh ở giữa là tâm đấy. Thì từ chúng sanh cho tới Phật thì ở giữa là tâm. Như vậy thì chúng sanh, tâm và Phật là ba, nhưng mà không phải ba. Bởi vì Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng và đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Thì bây giờ quý vị có được cái đạo cảm thông chưa? Đó, nói tới đây là thấy là toàn là mình không có cảm thông, mà mình là cảm mạo thương hàng không là phải không? Tôi nói vậy quý vị đừng nói cho tôi nói đốt nha. Cái đạo cảm thông này không có dễ tu đâu. Tôi biết nhưng mà phải nói quỵt tẹt ra như vậy cho quý vị biết được. Cho nên cái đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái lòng từ bi của đạo Phật không thể nghĩ bàn. Hay nói chung là cái tâm bồ đề không thể nghĩ bàn. Rồi cho nên có lần chàng vô não, quý vị nghe không, viết chính, viết 99 cái đầu đeo đủng lẳng rồi đó, thì ngoại đạo họ xuống rồi nó chỉ viết được người nữa thành và thành, mà cho là thành thôi, thành gì đó không biết. Thì ông ta đi về định còn người nữa là mẹ mình, định cầm dao giết mẹ rồi. Quý vị có nghe tích đó trên của Đức Phật có nghe phải không? Đó. Cho nên là tình cờ định cầm dao giết mẹ thì sao? Ông Phật cũng đi ngang. Cái ông này nó thôi thay giết mẹ thì mình xử ông kia, mà ông kia thì đạo, các đạo nó cũng ghét ổng. Tại vì từ ngày có ổng đó, cho nên ổng dẹp cái tư tưởng tà kiến, cho nên thôi thay thì xử ông này á, không chừng có ít hơn. Cho nên thích dao chạy ra định xử Đức Phật. Trời đất ơi, nếu mà tôi chắc tôi chịu không nổi đâu.
tôi mà nhân phẩm tôi đá giò nái cho nó dài cái cho nó xanh dịch nó rồi cái dạy đó chứ không có hạt thì quá nguy nghi, quý vị thấy không? Tôi xin phép tôi nói dữ như vậy để mình nói lên giữa cái tâm của cái người phàm và tâm của Phật nha, chứ quý vị đừng nói sao thầy giảng mà thầy đòi đá giò nái ta, quý vị phải hiểu. Sở dĩ tôi đề cao Phật, tôi muốn đề cao Phật thì tôi phải nói những cái chuyện của chúng sanh, quý vị hiểu không? Bởi vì ông Phật trước khi đi tu ông là thái tử, mà thái tử thì ông văn võ song toàn, quý vị thấy không? Cho nên ông mà bây giờ mà ông vậy chứ mà thử ai gì gần ông cũng giật giò lái một cái không học máu gạch đâu. Nhưng mà tại sao Phật đi từng bước ông tràn vô não nó chạy lăn xăng theo giết Phật, chạy gì mà chạy thấy không kịp, theo vô não kêu ông cù đàm, ông đứng lại. Thì Đức Phật quay lại nói là sao? Nói này vô não, ta đã đứng từ lâu rồi, ta đã dừng từ lâu rồi, tại cái tâm ngươi đang chạy đó chứ. Thấy không? Vô não như là không có não. Ta đã đứng từ lâu rồi, tại vì tâm ngươi đang chạy đó chứ. Như vậy thì các vị thấy chư Phật và Bồ Tát cái tâm đã đứng từ lâu rồi, còn mình sao? Mình đang chạy lăng xăng chạy đủ thứ đó, chạy lên rừng, chạy xuống biển, chạy về Việt Nam, chạy mấy mươi năm qua cũng còn nhớ, rồi tư tưởng tượng mấy mươi năm sau vân vân, mình chạy đủ thứ đó. Ta đã đứng từ lâu rồi, ta đã dừng từ lâu rồi, cuối cùng vô não buông khóc. Nói thưa ngài Cù Đàm ơi, như vậy là tôi đã từng giết người, tôi đã từng mang tội ác như vậy, làm sao tôi thành cái gì được? Bây giờ nếu theo cái nhân quả thì tôi phải đọa. Vậy mà bấy lâu nay tôi tin tưởng vào cái tà kiến tà giáo, tôi cứ nghĩ giết người để tôi được. Cho nên quý vị thấy mình nói ra thì con cái đạo nó quan niệm, quý vị thấy không? Ôm bom tự sát để được lên cõi nào đó, hưởng bao nhiêu cô gái trên cõi đó đó. Cho vậy đó mà mấy anh chàng mà tham nghe vậy nó tin nè. Rõ ràng nói bây giờ cứ ôm bom tự sát đi, dầu có chết đi nữa đó, khủng bố đi rồi cũng chết thì cũng được lên cõi đó để hưởng bao nhiêu nàng tiên trên đó đó. Đó là không tà giáo tà thuyết là gì đó. Vậy thì làm sao thưa Cù Đàm, thưa ngài Cù Đàm, tôi làm sao tôi hết cái nhân quả đó đây, tôi đau khổ quá như vậy là tôi phải đọa địa ngục thế này, làm sao tôi tu hành được thưa ngài Cù Đàm? Quý vị biết Đức Phật trả lời một câu mà ta nghĩ tới Đức Phật với người quá rộng mà. Đức Phật nói này vô não, những cái chuyện năm xưa năm sửa, những cái chuyện ác của ngươi đã làm qua đó, bây giờ khép lại đi, coi như ngươi đã chết rồi trong dĩ vãng. Ngươi hãy phục hồi, ngươi hãy sống lại kể từ bây giờ. Còn nếu mà bây giờ mà mình thì sao? Thấy tiền ác người ta là mình chỉ trích cho bằng được. Ôi nó như vậy hồi xưa, nó vậy. Bởi vì cho nên mình cứ mãi bẻ cái thước mà đo người ta, phải không? Cuối cùng là phiền não. Như vậy thì tôi có lời khuyên Phật tử đó, nói đi thì nói lại, chúng ta muốn có an lạc được, chúng ta phải thực hành cái pháp để tu. Vậy thì bây giờ cái cõi Tây Phương Cực Lạc là nó vượt qua được ba cái chỗ này rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất, bây giờ nghe tiếng chim nhắc nhở được ngũ căn, nghe tiếng chim là nhắc nhở cho ta ngũ lực, nghe tiếng chim là nhắc nhở thất bồ đề phần, nghe tiếng chim là nhắc nhở bát thánh đạo, và nghe cái tiếng chim là nhắc nhở gì? Niệm Phật, niệm pháp và niệm. Vậy thì niệm Phật là niệm giác, niệm pháp là niệm chánh, niệm tăng là niệm tịnh. Đó, chứ không phải niệm tăng là nhớ ông tăng, phải nhắc kỹ rồi đó. Niệm tăng là niệm tịnh, niệm pháp là niệm giác. Khi nào ta thức tỉnh là lúc đó ta thật sự là người niệm Phật.
Khi nào ta mê, dầu cái miệng ta có niệm Phật nhưng mà ta vẫn là mê. Vậy thì niệm Phật thì gọi là niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Vậy thì niệm Phật là niệm tâm, niệm Phật là niệm giác. Khi nào ta làm chủ được cái con tim, làm chủ được khối óc ta, ta không có vọng động, ta không có tham vọng, ta không có sân hận, ta không có ích kỷ, thì lúc đó ta đang niệm Phật. Còn bây giờ ta niệm Phật mà ta nghiến trèo trèo nó rồi tính á, hoặc để tôi niệm xong rồi tao tính, tôi niệm năm chuỗi xong rồi tao tính thì có niệm Phật không? Đó là niệm tướng, niệm Phật bằng hình tướng. Vì vậy niệm Phật là niệm tâm. Mà niệm tâm thì cái cõi lòng nó mới hoàn toàn vắng lặng và thanh tâm. Như vậy thì bây giờ các vị á, niệm Phật tôi không nói là xấu, niệm Phật tốt lắm. Bởi vì niệm Phật để thay vì mình không niệm thì mình nói bậy, mình nghĩ bậy, mình đừng làm bậy. Bây giờ nhờ niệm Phật thì mình không có nghĩ bậy, không có nói bậy, không làm bậy là quý lắm rồi. Nhưng mà ráng tẩy niệm Phật để nhờ Phật mà tẩy cái trần tâm nữa thì ôi thôi, nó quý giá vô cùng. Nó quý giá vô cùng. Chứ còn không khéo đó, thì mình chỉ tu tướng không thì không có cái ngày nào mình được thành Phật hết. Không có sự an lạc thật sự. Mà không có an lạc thật sự thì tâm mình luôn luôn trong cái dòng đau khổ. Như vậy thì ngũ căn là gì? Ngũ căn là phải tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính là cái lòng tin. Tấn là sự tinh tấn. Niệm là nhớ nghĩ. Định là vắng lặng, đứng yên. Tuệ là sáng suốt. Như vậy thì cõi cực lạc phải nghe tiếng kêu là phải nhớ tính, tấn, niệm, định, tuệ. Từ cái ngũ căn đó nó phát triển, nó bồi bổ, tăng trưởng lên thì gọi là ngũ lực. Cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực, huệ lực. Rồi từ cái ngũ căn ngũ lực nó tiếp tục phát triển lên là trạch pháp. Rồi trạch pháp là tinh tấn. Tự nhiên đó bắt đầu nó hơi cà chật cà đập, thấy không? Cái đầu cái mai này nó cũng bây giờ nó cà hơi cà chấn thiệt rồi đó. Trạch giáp hành, rồi khinh an, rồi tinh tấn, rồi niệm, rồi định, rồi xả gì đó. Có nghĩa là bảy cái món gọi là thất bồ đề hành. Trạch pháp, tinh tấn, khinh an, niệm, định, là huệ, là trạch pháp, là tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Bây giờ cái khi quên, trạch pháp là mình phải lựa chọn. Khi mình có thanh tịnh rồi, trạch pháp là mình phải lựa chọn cái pháp nào xảy ra và kết quả nào đem lại cho ta an vui. Rồi tối nay có thể chúng ta học luôn khỏi tụng kinh cho nó hết cái phần này. Trạch pháp là chúng ta lựa chọn. Quý vị nhớ chữ trạch, trạch pháp nha. Bây giờ quý vị hiện giờ là quý vị đang trên bước đường tu, đang chuẩn bị trên bước đường về cõi tịnh đó. Thì bây giờ ta lựa chọn cái pháp nào mà nó đem lại sự an lạc cho ta thì ta tu. Mà pháp nào nó không đem lại sự an lạc thì ta bỏ. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng lấy cái điều lựa chọn, có cái điều nào mình được mà thấy nó nhẹ nhàng, mình thấy có an lạc thì mình biết đó là cái pháp đúng của mình tu. Còn mình tới một tổ chức nào, một đoàn thể nào, một ngôi chùa nào, một ông thầy nào mà mình thấy nó không an lạc thì mau mau mà cao bay xa chạy. Cho nên hồi xưa Đức Phật có dạy á, có người hỏi Đức Phật: thưa Phật, con muốn tu
con chọn pháp nào để tu, con chọn thầy nào để học. Thì Đức Phật nói cái pháp mà an lạc thì các ngươi nên tu. Ông thầy mà có sự an lạc, dạy dỗ cho mình an lạc thì nên học. Như vậy thì Đức Phật, từ đó Đức Phật mới chế ra một cái điều, chế ra năm điều mà tôi nói một điều trước tiên. Là nếu mình tới một chùa nào, tới một thầy nào, mà cái chỗ đó giàu có nghèo nàn, giàu có hư cũ, giàu có dơ nhớp về cái mặt hình tướng, nhưng mà mình tới đó mình cái tâm mình nó yên, nó không có lo sợ, không có hồi hộp, và thầy đó nói được cái pháp để cho mình cảm thấy yên, thì như vậy đó là thầy mình, đó là cái pháp của mình nên tu. Giàu có bị đuổi xô, giàu có bị mắng nhiếc đi nữa cũng nên ở lại mà tu. Còn mình tới một chùa nào, mình thấy một vị thầy nào mà sao mình thấy nó nơm nớp, nó lo sợ, nó hãi hùng, tới chùa mà không có nghe sự an lạc, thì từ giả ra đi, không cần phải xin phép. Hồi đó Phật ra cái luật đó, mà tới bây giờ tụi tôi làm không được. Bây giờ cứ đổ thừa bởi, tại và bị. Nó khổ lắm. Cho nên qua Mỹ này là khó làm được điều đó. Tại vì cái luật Mỹ á, tới chùa nào mà mình không có đủ giấy tờ rồi đi chỗ khác phải làm lại từ đầu. Cho nên vì vậy mà ở cứ qua Mỹ này là bởi, tại, bị là khổ. Tối đây cái tôi nhớ lại Đức Phật dạy rõ ràng vậy đó. Tôi nhắc lại cho các Phật tử. Thật ra năm điều mà tôi có viết rồi mà không biết là tôi có giảng đây chưa đó. Năm điều. Mà có một điều, nếu một Phật tử tới một vị thầy, tới một tu viện, một bản tự nào mà không có an lạc, mà hồi hộp, lo âu, sợ hãi, thì nên cao bay xa chạy mà không cần phải xin phép. Còn tới một thầy nào, một tự viện nào, một bản tự nào mà thấy an lạc, thì dầu có bị đuổi xô, dầu có bị đánh đập, cũng phải ghi ở đó để mà tu hành. Chứ không phải là mình quy y với ông thầy đó, là thầy đó thầy của mình, không phải, không có. Ông thầy là đại diện cho tăng, quý vị nhớ không? Còn quy y là quy mười phương tăng, thập phương tăng. Cho nên mình tu phải biết trạch pháp như vậy để mình gỡ, tự gỡ gông tháo xiềng. Rồi tinh tấn có nghĩa là chúng ta phải chèo con thuyền nước ngược. Biết cuộc đời này mình tu có nghĩa là mình nghịch lưu, mình đi ngược dòng nước, chứ nó phải cố gắng chèo thôi. Sông triều rào rạc, bào ảnh lô nhô, kẻ thấp trí bạc tài thì theo đó mà ra vào trong bến cũ. Nhưng những kẻ kiên gan cả trí thì quyết ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động buồn nóng, thuyền ta mới về một chân trời mới lạ. Cho nên người tu là phải quyết chí chèo, chèo cho bằng được qua cơn biển động. Khi qua được cơn biển động buồn yên rồi, sống yên rồi, thì quý vị mới thấy hạnh phúc. Mà muốn như vậy thì, cho nên Thiền sư Thanh Tề có nói câu: bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người gieo rắc mãi hận thù, gây đau thương, gây tan tác ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa thì nhìn chúng ống ánh lung linh, cho nên chúng mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi còn lại chỉ tay không. Chúng chỉ là những chùm bọt trên sông, nào chi đâu chỉ tôi công nhọc sức. Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng, cái niệm lăng xăng cho nó chìm lắng biển thanh bình. Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ nhìn thấy nụ cười luôn hé mở. Vậy thì người tu phải cho cái niệm lăng xăng nó chìm lắng xuống. Bởi vì biết được tất cả nắm rồi, thì còn lại chỉ tay không.
Cho nên chúng ta cứ tưởng đâu là danh vọng, tưởng đâu là địa vị, tưởng đâu là vật chất, tưởng đâu là tiền tài, tưởng đâu là nhà cửa xe cộ thiệt ư? Thưa không. Thương thay người thế biết đâu chừng, dáng dỗi ngày vui ắt mấy xuân. Phải không? Đâu có mấy xuân. Hỡi gì đó, giang sơn hỡi đó ai là chủ, để khách quan hà dạ ngẩn ngơ. Trời ơi, tôi thích cái câu này dữ lắm. Mỗi lần mà tôi đứng nhìn thấy núi, thấy non, thấy trăng, thấy sông, tôi đọc cái bài đó, giang sơn hỡi đó ai là chủ, để khách quan hà dạ ngẩn ngơ. Tôi thích lấy ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn, vui trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh với châu làm bản đường muôn thuở. Cuối cùng mình không ôm được gì mà ôm Phật tánh. Ôm Phật tánh đó. Cho nên ôm Phật tâm của mình, Phật tánh của mình. Chỉ có ôm Phật tâm, Phật tánh mới là bản đường muôn thuở thôi. Chứ còn ôm tất cả những cái khác thì đều là giả dối hết, phải không? Quý vị thấy tên đà này, quý vị có tin được ai không? Bởi vì tất cả đều là giả dối hết. Chỉ có Phật tâm, Phật tánh chính mình. Cho nên một mình lại một mình mà thôi. Cho nên một mảnh tình riêng ta với ta, cái câu của bà Nguyễn Thanh Quang đó. Một mảnh tình riêng ta với ta. Thôi, thì tôi mong như vậy là đại chúng bây giờ coi như là sống như vậy là ráng. Cái ngày nào thầy còn ở đây thầy còn giảng được cho quý vị thì quý vị cố gắng. Mà rồi một ngày nào đó quý vị có mất tôi rồi thì quý vị cũng phải cố gắng nhớ những gì tôi nói. Mà biết đâu không chừng cũng hay. Khi có thì thấy nó thường, không chừng khi vắng rồi quý vị mới thấy nó cao quý mà lo tu nữa. Giống như Đức Phật nói, nếu mà Đức Phật trụ ở đời đó thì chúng sanh không có lo tu, quý vị hiểu không? Nhờ Đức Phật nói Đức Phật dập diệt cho nên chúng sanh mới sợ mới lo tu. Chứ còn mà Đức Phật trụ đỡ không ai chịu tu hết đó. Vì vậy mà ngày xưa tất cả các vị tỳ kheo á, đi quá độ chúng sanh rồi đó, quá độ xong là ra đi chứ không được ở lại. Quá độ xong là phải phủi chân ra đi. Ra đi mà không được quay trở lại nữa. Tại vì không muốn có sự lưu luyến. Còn mình ngày nay thì ở nước này mà còn quèo xin nước khác như tôi vậy đó. Lâu lâu tôi quèo qua Canada tôi xin tiền, quèo qua Úc tôi nhận hỏng. Khổ vậy đó, chưa gặp ai chứ còn mình cũng quèo nữa. Còn ngày xưa chứ mà trời tấn tăng á, sẽ đi thấy cái chỗ đó mới giải thoát. Vì không có cái của. Cho nên người tu là phải tinh tấn. Thủy là một đức tánh. Cho nên muốn có cực lạc là có hỷ. Hỷ là một sự quan hỷ. Rồi phải khinh an. Khinh an là phải quá giải những cái buồn giận thương sợ yêu ghét muốn. Bây giờ cái gì quá giải coi cho có cực lạc. Tập bây giờ cái gì vừa ngồi vừa nghe tĩnh mà phải thiền thì nó mới an lạc được nha. Thiền là gì? Bây giờ khinh an là phải quá giải buồn giận thương sợ yêu ghét muốn. Coi quá giải được không? Bây giờ mình ngồi đây mình quán hơi thở của mình nghe đạo mà mình quán coi bây giờ mình có buồn không. Nếu có buồn là bỏ tạm thời, bỏ phút giây này cũng là tốt đi. Khi quý vị bỏ rồi quý vị mới thấy sao con người mình tự động nó nhẹ liền, thấy không? Còn khi mà quý vị ngồi mà quý vị cứ buồn man mác, tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn ấy. Thành ra sao thì giống như cái nặng ký nó đang kéo mình. Giận bỏ cái giận đi, rồi thương bỏ luôn, rồi sợ bỏ luôn, yêu cũng đâu có gì đâu phải yêu. Tôi nhớ hồi nhỏ, hồi tôi mới 9-10 tuổi mà tôi nhớ có cái bài thơ mà hai anh chàng cô gái đặt hay lắm. Yêu qua đừng để gì đó, yêu em đừng để gì đó. Yêu qua đừng để qua tàn, yêu em đừng để em tàn như qua. Trời ơi, hồi 10 tuổi mà tôi nghe cái bài đó tôi rụng rúng.
rồi đó, mà có cái xe đạp mà thường thường trai gái còn nhỏ nó mộng mơ lắm, là tôi mà nó 12 tuổi đâu tôi biết yêu à, ha, mộng mơ lắm, rồi đạp xe đạp chở nhau đi, nó chiếc mini dài 20 cm 200 cm, anh ngồi trước em ngồi sau, hai đứa ôm nhau, cái xe xẹp lép gì đó ta, ôi nó mộng mơ vậy đó. Còn gì nữa, nay tôi nhớ đó có cái bài thơ mà gửi cho cha rồi có nét nè, gửi tưởng tượng rồi đặt thơ ra, yêu vậy rồi đem với thầy giáo bắt phạt quỳ trời, đã cơ bị quỳ ngoài nắng một bữa. Rồi nhớ, tôi nhớ học tôi thì không có quỳ, nhưng mà mấy bạn tôi thôi, tôi nhớ hồi năm mười mấy tuổi mà yêu vậy đó, yêu qua đừng để qua tàn, yêu em đừng để em tàn như qua. Cho nên cái yêu là biết cái đau khổ, bất cứ yêu cái gì, cái chữ yêu đây không phải trai yêu gái không thôi, mà yêu yêu tiền, yêu sắc, yêu danh, yêu thật và yêu yêu thì yêu là yêu tiền bạc, yêu sắc đẹp, yêu danh vọng, yêu ăn uống ăn mặc, yêu ngủ nghỉ nữa. Có nhiều người yêu động trời lắm, cho nên ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn gì đó, mất ăn một miếng lộn gan trên đầu. Có nhiều khi tự nhiên có gì miếng ăn thôi mà mình thù, có gì thấy có không? Nó khổ có miếng ăn thôi chứ không phải gì lớn đó. Là ngủ, trời đất ơi, mình ngủ mà ai kêu mình vậy là mình quạo, ôi là quạo chứ vậy thì mình có tu chưa? Thật sự mình hiểu rồi, đâu có chuyện gì đâu đau khổ. Trời đất ơi, là đây là mới mốt, đây là mình ngủ một giấc ngủ dài, không cần ai lai chuyển, tại sao mình không nghĩ tới ngày đó, mà bây giờ mình đang ngủ mà ai kêu mình nổi quạo là sao? Cho nên mình hiểu rồi, cái mình tu cái mình quá giải hết, không có chuyện gì mình phải nói quạo hết á. Đó, bây giờ tôi cũng đang tập, tôi đang tập và tôi muốn cho các vị phải cùng tập. Đó, rồi yêu, rồi ghét, rồi muốn, ghét cũng là khổ, rồi muốn, cho nên phải vượt qua thất tình thì gọi là khinh an. Cho nên chính tâm hồn nhẹ nhàng là khinh an, chữ khinh là tâm hồn nhẹ nhàng, không bị đè nặng ưu bi khổ não, từ đó con người mới có an. Đó, ghép vào hai chữ kinh an. Chữ niệm là người muốn có cực lạc phải luôn có chánh niệm, nghe vấn đề là biết được hậu quả của nó ra sao. Cho nên mình tu một cái chánh niệm, mình nghe một vấn đề gì đó là mình biết cái hậu quả của nó ra sao liền à. Đó, cười cái chánh niệm đặc biệt chỗ đó đó. Mà còn không có chánh niệm mà tà niệm á thì mình nghĩ lung tung. Mình nghe hai người cãi, nếu mình có chánh niệm là mình biết người nào sai người nào đúng liền. Còn có chánh niệm thì sao? Có đủ thứ việc mình không biết nào sai nào đúng hết. Nè. Định, tất cả pháp môn tu tập, tất cả lời Phật dạy đều nhắc đến chữ định. Trong Phật giáo không ai có quyền dành riêng một pháp môn nào gọi là thiền định á, mà tất cả pháp môn đều đạt tới chữ định. Ví như tất cả món ăn, từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, từ đầu bếp thượng thẳng cho đến bình dân, đều khi nấu ăn đều phải dùng muối hết. Như vậy là trong Phật giáo chữ định là một chất muối. Tu cái gì nữa cũng phải có định hết. Mà chữ định có nghĩa là vắng lặng. Mà khi tâm mình nó vắng lặng thì nó sẽ phát huệ là sáng suốt. Còn nếu tâm mình nó dí như ngọn đèn mà đem ra trước gió mà không có lồng kiến để chụp thì sao? Gió nó có đàn qua đàn lợi như vậy hoài thì thậm chí tắt luôn chứ đừng nói chi là sáng suốt. Và cuối cùng người tu phải xả. Cho nên người muốn có cực lạc thì phải hành cái pháp môn gọi là xả. Ai tu hành thanh tịnh mà không thấy mình tu, ai làm việc lợi ích cho người mà không chấp việc mình làm, đừng xem mình thi ân giúp ai đó thì chúng ta phải nên xả. Xả là để trở về cái tự tánh không, không có báo thù, không có tranh mắt. Trời ơi, cái người nào mà tu xả thì sao? Không có báo thù mà cũng không có chấp mắt. Đã không? Cái gì vậy thì mới mốt có gì biết rồi. Hãy nếu khi nào tâm mình còn nghĩ là phải trả thù, phải báo thù, tâm mình còn phải chấp mắt thì biết mình chưa gì? Chưa xả. Mà chưa xả có nghĩa là chưa có an, mà chưa an thì làm sao có cực? Cực lạc thôi, mệt rồi, đã giảng thao thao đã không? Tôi mong rằng tôi giảng đơn giản vậy mà thầy trò mình cùng tu ha.
đó vậy là bữa nay tôi giảng là quý vị giảng về là quý vị chịu phải không, không có chửi nhiều phải không. Rồi còn bác thánh đạo nữa thì thứ hai ta thôi chúng ta hồi hướng mà rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Sau này chúng ta cũng tin cầu.